vậy thì chúng ta cần hiểu đầy đủ như thế nào về bệnh Whitmore, và tại sao như bác sĩ Huy cũng vừa chia sẻ rằng là các ca bệnh thường xảy ra sau những cái mùa ngập lụt ạ? Vâng ạ. Bệnh Whitmore thì chúng ta để hiểu, chúng ta sẽ phải làm rõ nó là bệnh do cái căn nguyên vi khuẩn gì. Thì bệnh Whitmore là bệnh truyền nhiễm do cái căn nguyên vi khuẩn là Bucoderia pseudomallei. Vi khuẩn này thì có ở trong đất và nước bề mặt. Và Việt Nam cũng như là phần phía Bắc của nước Úc và Thái Lan thì đã được các nghiên cứu trên thế giới chỉ ra rằng đây là vùng có dịch tễ của bệnh Whitmore. Người ta đã tìm thấy vi khuẩn Whitmore ở trong đất và nước ở tại Việt Nam chúng ta và các vùng của trên đất nước của chúng ta. Và vi khuẩn lây qua đường da, niêm mạc, qua những vết xây xước hoặc là qua đường hô hấp. Chính vì thế nên là cái bệnh Whitmore khi mà vào mùa mưa lũ ấy, thì cái số lượng, cái tỷ lệ tần suất tiếp xúc với nước, với đất bẩn của người dân sẽ tăng cao. Vậy nên sẽ tăng cái gặp bệnh Whitmore đặc biệt trên những cái cơ địa bệnh lý đặc biệt, ví dụ như đái tháo đường. Dạ vâng ạ, với những cái biểu hiện vô cùng đa dạng của bệnh Whitmore như bác sĩ Huy cũng vừa phân tích thì rõ ràng là chúng ta cũng rất là khó để có thể nhận biết sớm được bệnh. Vì bác sĩ Huy cũng vừa chia sẻ rằng những người bệnh mà đến với bệnh viện thì đều đang ở trong cái giai đoạn bệnh nặng và có gặp biến chứng rồi. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết là những cái dấu hiệu điển hình của bệnh như thế nào để người bệnh có thể sớm được phát hiện và điều trị kịp thời ạ? Vâng ạ. Với cái việc chẩn đoán bệnh Whitmore thì với ngay kể cả bác sĩ lâm sàng chúng tôi cũng xác định là không dễ, vì là bệnh Whitmore có tổn thương rất là đa dạng cũng như là phức tạp, rất nhiều thể bệnh, rất nhiều diễn biến và nó có thể được bị chẩn đoán nhầm với rất nhiều các bệnh khác nhau. Và vì vậy nên việc chẩn đoán chúng tôi sẽ phải tổng hợp giữa các dữ liệu về gì ạ, giới, về tuổi, về thói quen nghề nghiệp, về cái yếu tố tiếp xúc với cả đất, với nước, với vi khuẩn, đúng không ạ? Và ngoài ra thì những cái dấu hiệu về lâm sàng, dấu hiệu về cận lâm sàng cũng như là cái đáp ứng với điều trị, và dựa vào những tổng hợp những cái dữ liệu đó thì chúng tôi sẽ có những cái hướng chẩn đoán về bệnh Whitmore. Và với những bác sĩ chuyên khoa chúng tôi thì khi mà gặp nhiều bệnh nhân thì chúng tôi thấy rằng cái biểu hiện lâm sàng đặc trưng của bệnh thường là sẽ có thể là bệnh biểu hiện một cách cấp tính với sốt, với tổn thương viêm phổi hoặc là tổn thương nhiễm khuẩn huyết. Tiếp theo đó là những cái ổ áp xe rất là nhiều ở các cơ quan nội tạng cũng như áp xe ở trên da và vùng và viêm khớp. Nhưng tuy nhiên bệnh nhân cũng có thể những cái tổn thương bệnh mãn tính, tức là diễn biến kéo dài trên 2 tháng với những tổn thương về sốt kéo dài không rõ nguyên nhân, hoặc là tổn thương dạng khối ở phổi, ở gan mà chúng ta có thể nhầm lẫn với một số bệnh như là vi khuẩn lao hoặc là ung thư. Dạ vâng.